Ẩu đả cũng đã diễn ra bên trong Quốc hội Ukraine, tên từ Kiev. Cùng với bạo lực trên đường phố, các dân biểu Ukraine cũng đã có xô xát trong Quốc hội vào hôm nay. Vụ ẩu đả tại Quốc hội đã diễn ra khi các thành viên của gia đình chính trị của Tổng thống Viktor Yanukovych rời khỏi một phiên họp Quốc hội. Các thành viên của các nhóm đối lập đã tìm cách ngăn chặn, không cho họ rời khỏi phiên họp. Các nhóm đối lập muốn sử dụng phiên làm việc trong Quốc hội hôm nay để thúc đẩy một lần nữa việc quay trở lại hiến pháp năm 2004 đã được soạn thảo trong cuộc cách mạng cam sẽ rút bớt quyền lực của Tổng thống. Lãnh đạo đối lập, ông Arseniy Yatsenyuk cho biết hồ sơ mà phe đối lập đệ trình thậm chí đã không được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay. Ông cáo buộc các nhà lập pháp của đảng cầm quyền đã không bày tỏ quan tâm, cố gắng tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị.